Chào nhà thuốc, cho tôi hỏi là năm nay mẹ tôi 71 tuổi, hiện đang mắc bệnh u ác tính ca nú răng. Vậy xin hỏi là có bài thuốc nam nào để điều trị hay không? Cho mẹ của tôi bị bệnh tiểu đường nên không thể mổ được, tôi xin cảm ơn ạ. Chào bạn, ung thư là một trong những căn bệnh mà hiện nay thế giới chưa tìm ra được phác đồ điều trị triệt để căn bệnh này. Sử dụng phương pháp điều trị bằng cây thuốc nam dân gian là một trong những phương pháp có tác dụng hỗ trợ cho việc điều trị bệnh, làm giảm sự phát triển của các khối u ác tính và được rất là nhiều những bệnh nhân sử dụng trong thời gian qua. Để điều trị u ác tính ca nú răng của mẹ bạn thì bệnh nhân nên tham khảo sử dụng bài thuốc từ cây xạ đen để điều trị bệnh. Đây là bài thuốc nam có tác dụng rất là tốt cho những bệnh nhân bị ung thư, trong đó có bệnh ung thư nú răng. Bài thuốc là sự kết hợp của rất là nhiều vị thuốc quý. Để biết thêm thông tin chi tiết về liều dùng cũng như là cách dùng bài thuốc này thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.